Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt ngày cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì mà quý vị đang quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt của cuối tuần của chúng ta. Và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, nhân dịp mà cựu Tổng thống Trump đã tới California lần đầu tiên, và mức ủng hộ của ông tại California rất đông đảo. Khi ông xuất hiện, gần như là cả hội trường và cả sơ số lượng người đều la hét rất là nhiều. Có nghĩa là cái sự ủng hộ của ông tại California rất đông đảo. Và giống như tôi đã làm cái bài Hilton Nhật Ký vừa rồi, trong cái tuần qua, nói về việc mà ông Trump có thể thắng 54 cử tri đoàn tại California. Thì quý vị, nhân cái dịp này, thì mùa bầu cử năm 2024 sắp tới có những biến chuyển bất ngờ xảy ra để mà có thể thay đổi những cái gì chúng ta suy nghĩ. Tuy nhiên, với cái nhìn chủ quan của tôi, thì cuộc bầu cử năm 2024 sẽ có nhiều bất ngờ. Và sau cuộc bầu cử này, tôi nghĩ rằng sẽ có những chuyện lần đầu tiên chưa bao giờ xảy ra tại nước Mỹ, sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ. Giống như tôi đã nói trong những cái live stream trước, quý vị, có thể lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới và cả nước Mỹ, có một người đang ngồi tù mà thắng chức tổng thống, đó là ông Trump. Tại vì cho tới giờ phút này, gần như ông thống trị bên đảng Cộng Hòa, trong khi bên Joe Biden thì đang mập mình với những cái đòn của đảng Cộng Hòa tung ra ở trên sàn quốc hội khi mà đàn hạch đối với ông ta. Thì quý vị, kịch bản mà có thể diễn ra, thứ nhất là ông Trump có thể là người thắng cử từ trong nhà tù, chứ không phải bình thường. Tức là tất cả những cuộc rally sau tháng 6 sẽ qua màn hình video, ông sẽ trực tiếp qua video chứ không tới được hiện trường để mà thực hiện các cuộc rally, và ông vẫn thắng. Và đây là điều có thể xảy ra mà tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần, đó là lần đầu tiên. Và chuyện thứ hai mà có thể là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, tổng thống đương nhiệm phải ký ân xá cho người mới đắc cử từ trong nhà tù, là tổng thống đắc cử từ trong nhà tù. Thì quý vị, đây cũng là chưa bao giờ có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chưa bao giờ có tình trạng mà ông tổng thống đương nhiệm, có thể là Joe Biden và cũng có thể là Kamala Harris, phải ký ân xá cho người đắc cử tổng thống trong nhà tù. Đây là chuyện cũng có thể lần đầu tiên xảy ra. Và cũng có thể sẽ có một lần đầu tiên xảy ra hai ứng cử viên của đảng chính tại Hoa Kỳ không hội tụ đủ 270 cử tri đoàn để mà ngồi vào ghế tổng thống, là có nghĩa là phải có thêm một cuộc bầu cử thứ hai diễn ra. Quý vị, lý do là bởi vì hiện nay thì phía của ông Robert Kennedy Jr. đã ngỏ ý chính tay tháng 10. Ông có thể ghi danh là ứng cử viên độc lập, và trong đó ông đã có tiếp xúc với đảng Liberty, một cái đảng khác có từ lâu đời nhưng không gây ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ. Thì quý vị, bởi vì đảng Dân Chủ đã quyết định là sẽ không cho tổ chức bầu cử sơ bộ, và quyết định sẽ chọn ông Joe Biden làm ứng cử viên tiếp tục của đảng Dân Chủ. Do đó Robert Kennedy nói rằng chính tay tháng 10, ông sẽ loan báo chính thức là tiếp tục ở lại tranh cử trong đảng, hay ông ta sẽ tách rời khỏi đảng để mà ra ứng cử độc lập. Và chưa biết đảng No Labor sẽ chọn ai. Tuy nhiên nếu ông chọn đảng Liberty, thì No Labor có thể chọn một nhân vật khác, và những nhân vật này đều gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Mặc dù đảng Dân Chủ tới 70%, những người chán đảng Dân Chủ họ bỏ qua những đảng độc lập, thì quý vị, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều khối phiếu của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng tới đảng Cộng Hòa, 30% ảnh hưởng tới đảng Cộng Hòa. Và do đó rất có thể lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, bầu cử tổng thống phải bầu cử hai lần. Lần này những nhân vật mà được ra đều là những nhân vật có tiếng tăm, và những nhân vật có được những cái background rất lớn, từ Robert Kennedy Jr. cho tới cả những nhân vật tiềm năng như là Joe Manchin hay là bà Sinema của Arizona, và Kanye West của đảng Green Party, và kể cả Joseph Lieberman, người đang nằm trong vai trò sáng lập của đảng No Labor. Thì quý vị, tất cả những nhân vật này đều là những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên chính trường Hoa Kỳ. Nếu như họ bước ra tranh cử tổng thống,
thì Joe, bên đảng Dân Chủ sẽ bị tổn thương nặng nề. Bất kể ai ở bên đảng Dân Chủ cũng chết. Từ Joe Biden cho tới Hillary hay là Kamala Harris, Gavin Newsom hay là Michelle Obama sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Và có thể bên đảng Cộng Hòa cũng bị ảnh hưởng. Do đó, có thể lần đầu tiên trong lịch sử chưa bao giờ có. Những lần đầu tiên này, tôi nhấn mạnh quý vị, chưa bao giờ có là cuộc bầu cử tổng thống sẽ bầu cử hai lần. Tức là không ai hội đủ 270 cử tri đoàn theo hiến pháp để ngồi vào ghế tổng thống. Thì quý vị, đó là cái điều mà tôi nhấn mạnh ở lần đầu tiên. Và cũng lần đầu tiên, nếu ông Trump thắng cử, thì sẽ là lần đầu tiên một ứng cử viên thắng cử mà một số tiểu bang không có tên ông trên phiếu bầu. Tại vì sau khi mà có việc kết án tù đối với ông và phán án tù đối với ông đó quý vị, thì chắc chắn là sẽ có nhiều tiểu bang, một số tiểu bang ở Blue State và một vài tiểu bang khác có thể sẽ viện cớ này và viện cớ tu chính án số 14 chương 3 để mà cản trở không để tên ông Trump lên phiếu bầu. Do đó thì ông Trump không để tên ông lên thì người ta vẫn write-in được, tức là trong phiếu bầu không có tên của ông nhưng có một write-in thì người ta vẫn viết tên ông Trump vào trong một write-in ở trong lá phiếu bầu. Thì quý vị, đây sẽ là lần đầu tiên có một ứng cử viên tên không có trên một số tiểu bang ở phiếu bầu nhưng vẫn thắng cử. Đó là những chuyện mà có thể xảy ra được quý vị. Có thể xảy ra được, và đặc biệt là với cái tình hình của California. Với cái mức đời sống quá cao, tội ác tăng cao, lạm phát và giá cả mọi thứ đều tăng cao. Tới mức mà ông thống đốc California phải ký một cái đạo luật ngày hôm qua là tăng lương của giới làm việc ở trong ngành fast food, tức là ngành thức ăn nhanh, đó, lên 20 Mỹ Kim một giờ. Tối thiểu là 20 Mỹ Kim một giờ. Chứ không thôi bây giờ lãnh 15-16 đồng không đủ để mà chi phí. Do đó quý vị, với tình hình mà chi phí tăng cao, giá nhà cửa và nơi ở của California tăng cao, giá năng lượng tăng cao và tất cả mọi thứ đều tăng, nó làm cho dân California mệt mỏi. Và đặc biệt là mức độ tội ác một cách công khai ở các thành phố lớn, từ Los Angeles xuống qua tới San Francisco, Oakland, San Jose và bây giờ xuống cả tới quận cao. Những vụ cướp trắng trợn đã diễn ra và tình hình bất ổn ở trong các cộng đồng, nghĩa là thiếu an ninh trong các cộng đồng đã tăng. Do đó quý vị, sẽ là lần đầu tiên ông Trump nếu thắng cử hay là ứng cử viên nào của đảng Cộng Hòa thắng cử, sẽ lần đầu tiên thắng cử tại California. Có nghĩa là California từ xưa tới nay, từ thời của Tổng thống Ronald Reagan tới bây giờ, chưa có một thành viên nào của đảng Cộng Hòa thắng cử tại California. Năm lúc trước là 55 cử tri đoàn. Bây giờ thì California dân số bị giảm đi. Do đó họ chỉ còn lại có 54 cử tri đoàn thôi. Thì quý vị, sẽ là lần đầu tiên, tôi nói là sẽ là lần đầu tiên California lại biến thành red state, tức là trên cấp tổng thống thì sẽ biến thành red state. Đương nhiên về cấp tiểu bang hay là cấp quốc hội thì họ vẫn là blue, nhưng mà ghế tổng thống là dân có thể bầu trong tròn. Do cái tình hình mà tôi vừa phân tích cho quý vị ở trong cái Hilton nhật ký đó, thì đây sẽ là lần đầu tiên California sau nhiều năm lại trao cái lá phiếu của họ cho một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông Trump. Thì quý vị, đây cũng sẽ là lần đầu tiên. Và bên cạnh đó, nếu như mà bên Cộng Hòa thắng ghế hành pháp, tức là ghế tổng thống, cho dù đó là ông Trump, Ron DeSantis hay người khác, thì có thể sẽ đi tới một cái việc thành công từ thời của Tổng thống Ronald Reagan mà chưa thực hiện được. Chưa thực hiện được lần đầu tiên, đó là bãi bỏ luôn cái bộ giáo dục của liên bang. Có nghĩa là xóa sổ luôn cái ngành, cái bộ giáo dục của chính quyền liên bang và sẽ đem cái ngành giáo dục đó trả về cho các tiểu bang. Đây sẽ là lần đầu tiên xảy ra. Tại vì từ thời của Tổng thống Ronald Reagan thì ông đã từng đề nghị xóa bỏ cái bộ giáo dục của liên bang nhưng không làm được. Và những đời sau của Bush cha, Bush con, ngay cả cái giai đoạn của ông Trump chưa lên tiếng nhưng mà những đời sau đó cũng không ai làm được cả. Có điều, lần này với cái tình hình mà nhồi nhét tất cả những cái khuynh hướng chính trị và khuynh hướng xã hội vào trong các học đường bởi phe cực tả, có thể khiến cho những thành viên của đảng Cộng Hòa, những ứng cử viên và những người thắng cử, tôi chưa biết, có thể là ông Trump, có thể là Ron DeSantis hay có thể người khác, thì quý vị, lần đầu tiên có thể sẽ thành công trong việc xóa bỏ luôn bộ giáo dục của liên bang, tức là education đó quý vị, là sẽ trả về cho các tiểu bang, tức là bộ giáo dục sẽ không còn nữa. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ.
Tại vì cả Ron DeSantis, cả ông Trump và cả một số những ứng cử viên khác đồng loạt lên tiếng. Nếu họ thắng cử thì họ sẽ xóa bỏ bộ lao động, bộ giáo dục của liên bang. Thì quý vị, đây sẽ là lần đầu tiên xảy ra, chưa bao giờ có, sau cuộc bầu cử năm 2024. Và còn rất nhiều những điều khác có thể sẽ có những biến cố bất ngờ và lần đầu tiên xảy ra. Và quý vị, tiểu bang California có thể thành red, thì những cái tiểu bang khác cũng có thể thành blue. Chưa biết được, nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là kỳ này ghế hành pháp sẽ rơi vào tay của đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ có vẻ như là không gánh nổi cái ghế hành pháp nữa. Và lần đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử năm 2024. Thông thường thì quý vị, tôi đã từng nói quý vị, dân Mỹ có một cái chiều hướng rất lạ. Cứ đến đời bầu cử tổng thống và cái ghế tổng thống lần đầu tiên đó, là nhiệm kỳ thứ hai thì không có, nhưng mà nhiệm kỳ đầu đó, của cái người đầu tiên làm tổng thống đó, thì dân Mỹ có khuynh hướng là trao quyền cho tổng thống đương nhiệm là lưỡng viện quốc hội nằm trong tay của đảng cầm quyền. Quý vị còn nhớ lúc Obama lên thì là đảng Dân Chủ nắm lưỡng viện quốc hội. Lúc Bush còn lên thì đảng Cộng Hòa nắm lưỡng viện quốc hội. Và lúc mà Bill Clinton lên thì đảng Dân Chủ nắm nửa lưỡng viện quốc hội. Và khi ông Trump lên thì đảng Cộng Hòa cũng nắm lưỡng viện quốc hội. Tức là 2 năm đầu. 2 năm đầu quý vị còn nhớ khi ông Trump nhận chức 2017. Thì đến mãi đến năm 2018 khi bầu cử lại. Thì lúc đó phía đảng Dân Chủ mới chiếm lại được đa số ở trong Hạ viện. Nhưng vẫn còn thua ở Thượng viện. Đến 20 thì họ nắm luôn Thượng viện. Và cuối cùng thì Joe Biden lên. Thì quý vị, 2 năm đầu của Joe Biden, đảng Dân Chủ nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Nhưng mà chỉ có 2 năm đầu thôi. Dân Mỹ có một cái rất ưu ái là cho cái người tổng thống mới lên nhiệm có được cái rộng rãi tay chân để mà ban hành và thực hiện những chính sách của ông trong 2 năm đầu. Do đó, lưỡng viện đều nằm trong tay của đảng cầm quyền. Thì quý vị, nhưng sau cuộc bầu cử năm 2024, tình hình này có thể sẽ biến mất. Có nghĩa là đảng cầm quyền tức là sẽ không phải là 2 năm. Tức là lưỡng viện quốc hội sẽ không phải nằm trong tay của đảng cầm quyền 2 năm, mà có thể lâu hơn. Có thể lâu hơn. Có thể 4 năm, 6 năm, 8 năm hoặc 10 năm. Đây là cái bối cảnh của bầu cử tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2024. Có nhiều sự thay đổi. Có nhiều sự thay đổi, tức là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ là dân Mỹ đi ngược với lại cái truyền thống của mình. Là sau 2 năm, thay vì họ trao quyền lại cho một trong lưỡng viện cho đảng đối lập để kiểm soát quyền lực của đảng cầm quyền. Đó là cái truyền thống bình thường của dân Mỹ, là trao quyền lại cho đảng đối lập để mà kiểm soát và quân bình, nó gọi là check and balance. Nhưng mà cái tình trạng giữa lúc mà các phía, tức là kể cả phía Dân Chủ, kể cả phía Cộng Hòa, quý vị, họ đi tới cái mức cực đoan, không làm việc với nhau được nữa. Tức là lúc trước thì còn làm việc được với nhau, nhưng bây giờ gần như là không làm việc được với nhau nữa. Do đó thì quý vị, tình hình này nó sẽ có một diễn biến khác. Tức là nếu như đảng Cộng Hòa kỳ này nắm lưỡng viện quốc hội thì họ có thể nắm cái vị trí này lâu hơn, có thể lên 8 năm, 12 năm hoặc 16 năm, chứ không phải là chỉ có 2 năm đầu. Rồi sau đó họ sẽ giữ lại một viện trong quốc hội, thượng viện hoặc hạ viện. Nhưng mà thường thường thì họ giữ được thượng viện nhiều hơn. Có điều lần này thì tôi không biết, có điều là tôi nghĩ rằng sau cái biến cố năm 2024, cuộc bầu cử với nhiều cái việc mà bất ngờ xảy ra và lần đầu tiên xảy ra, thì nó sẽ thay đổi cái văn hóa chính trị của nước Mỹ. Nó sẽ thay đổi văn hóa chính trị. Nếu đảng Cộng Hòa lên kỳ này thì quý vị sẽ có nhiều thay đổi. Thứ nhất là họ sẽ dẹp bỏ tất cả những công ty lobby. Thông thường thì quý vị ở Washington DC có những công ty làm nghề lobby. Lobby tức là vận động hành lang. Thì quý vị, lần này đảng Cộng Hòa đã thấm đòn. Do đó, điều đầu tiên hết, họ sẽ ban hành những luật lệ nghiêm cấm tất cả các thành viên trong quốc hội sau khi rời khỏi nhiệm kỳ. Là ít nhất 10 năm không được phép đụng tới lobby. Có nghĩa là họ không thể sống bằng cái nghề lobby được. Nghề này là đa số là những người từng là thành viên trong quốc hội, từng là dân biểu quốc hội hay là thượng nghị sĩ quốc hội. Thì sau khi họ về hưu, họ hết nhiệm kỳ hay họ bị thất cử, họ ra họ lập công ty lobby hay là công ty consultant.
tức là công ty tư vấn để mà họ kiếm tiền. Thì quý vị, có thể sau năm 2004, cái văn hóa này biến mất. Tại vì chính những công ty tư vấn này, chính những công ty lobby này, nó đã tạo ra một cái bãi sình lầy chính trị ở DC suốt nhiều năm. Có thể là suốt nhiều năm. Do đó, đảng Cộng Hòa sẽ đi tới một cái cứng rắn là dẹp bỏ tất cả những công ty lobby, những công ty consultant về chính trị. Họ sẽ dẹp bỏ hết. Họ sẽ dẹp bỏ hết. Và điều kế tiếp mà tôi nói là lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ thời của ông Reagan tới bây giờ, thì những đại công ty thường chi tiền rất nhiều trong các tổ hợp lobby sẽ bị giám sát chặt chẽ bởi phía đảng Cộng Hòa. Tức là họ sẽ ra luật lại giới hạn tất cả những cái super PAC. Quý vị, super PAC là gì? Là một cái tổ chức chính trị. Muốn họ sẽ, vì họ là tổ chức chính trị nhưng họ không phải là ứng cử viên, cho nên họ không chịu dưới cái luật bầu cử. Ví dụ, tôi là một ứng cử viên của liên bang, thì quý vị đóng góp tiền cho tôi, thì một cá nhân tối đa đóng góp là 2.500, một cặp vợ chồng tối đa là 5.000 đô la. Theo quy định của luật bầu cử liên bang, thì dù bạn của tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, thì cũng chỉ đóng góp cho tôi được có 5.000 đô la thôi, không hơn được. Do đó, Super PAC là những cái tổ chức chính trị, nó gọi là Political Action đó quý vị, Committee đó. Thì nó là gì? Nó là một cái tổ chức mới. Nó được lập ra, nó không dính dáng tới những ứng cử viên chính trị. Do đó, cái số tiền nó không bị quy định, không bị quy định theo luật bầu cử của liên bang. Và khi họ nhận tiền của mọi người hay là các công ty đóng góp vào cả 100 triệu Mỹ Kim, thì quý vị, họ sử dụng cái tiền đó, họ in flyer, họ phát quảng cáo, họ trả tiền đi vận động cho ứng cử viên đó. Với danh nghĩa là thân hữu của ứng cử viên đó. Nó gọi là super PAC là như vậy, những cái PAC, tức là Political Action Committee đó. Thì quý vị, những cái này nó gọi là PAC hay gọi là super PAC. Thì cái này nó là một cái hình thức lách luật bầu cử. Thay vì một ứng cử viên nhận có 5.000 đô la cho một cặp vợ chồng, thì ứng cử viên này không cần gây quỹ nhiều, chỉ cần chỉ qua cái super PAC thôi. Thì cái PAC đó họ nhận bao nhiêu tiền cũng được hết. Quý vị cho bao nhiêu tiền họ cũng nhận hết. Và không phạm luật. Và họ lấy cái tiền đó, họ chi cho đài truyền hình, đài phát thanh, social media, rồi họ in flyer quảng cáo, rồi họ dùng cái đó tổ chức rally cho ứng cử viên đó. Và họ dùng cái tiền đó đi vận động từng cộng đồng bằng cái tiền của họ. Và họ vận động cho ứng cử viên mà họ thích. Thì quý vị, nó gọi là những cái PAC. Thì những cái PAC này là đảng Dân Chủ bây giờ nắm trùm hết. Tất cả những đại công ty lớn nhất nước Mỹ về kỹ thuật đều đóng góp những cái PAC này. Từ ông tỷ phú George Soros cho tới Tim Cook, Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos của Amazon. Họ đều đóng góp cả 100 triệu Mỹ Kim cho những cái PAC này. Họ đóng góp cả 100 triệu Mỹ Kim cho những cái PAC này. Để họ tìm cách thay đổi luật và những người đắc cử đó sẽ nói là làm việc cho họ thì không đúng, nhưng ít nhất cản bớt những cái luật nghiêm khắc dành cho họ. Thì quý vị, đó là cái cách làm việc của các chính trị gia suốt nhiều năm nay. Thì cái hiện tượng này có thể sẽ bị chấm dứt năm 2024. Tức là đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu đưa ra một cái chiến dịch là chấm dứt sự hoạt động của các cái PAC này. Tuy nhiên tôi không biết họ sẽ ra luật như thế nào trên Quốc hội để mà không bị vi hiến. Tại quyền lập hội được ghi trong hiến pháp. Được ghi trong hiến pháp. Thì quý vị, do đó tôi không biết là họ sẽ dùng cách nào. Có điều, họ sẽ có một số luật lệ nghiêm khắc và giới hạn hơn. Ví dụ họ không cấm được, nhưng họ có quyền giới hạn số tiền tối đa đóng góp cho các cái PAC này để giảm tầm ảnh hưởng của các đại công ty. Đây là điều có thể xảy ra. Và đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Và sau năm 2024 thì cũng lần đầu tiên trong lịch sử các thành viên trong Quốc hội ở Hạ viện sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ. Từ trước tới giờ quý vị, cho tới ngày hôm nay, họ 2 năm tranh cử một lần nhưng mà không giới hạn nhiệm kỳ. Không giới hạn nhiệm kỳ đó, quý vị thấy bà Nancy Pelosi đó.
Bà tưởng bà tuyên bố bà về hưu rồi, cuối cùng năm nay bà tuyên bố bà ra tiếp. Tại vì ở dưới Hạ viện 435 ghế, thì 435 ghế này họ phải 2 năm tranh cử một lần. Nhưng họ được vô giới hạn. Tức là nhiệm kỳ của họ không có giới hạn. Do đó sau năm 2024 tôi nghĩ rằng sẽ phiếu quốc hội sẽ điều chỉnh và buộc tất cả các thành viên trong quốc hội là có nhiệm kỳ. Có thể 12 năm, có thể 16 năm hay là tối đa 18 năm. Là tối đa, không được hơn. Họ có thể tranh cử lên nhiều lần nhưng mà cái giới hạn tối đa của họ cho cái chức dân biểu của liên bang là 12 năm hay là tôi không nghĩ là 8 năm đâu. Tôi nghĩ là ít nhất cũng là 12 năm cho tới 18 năm. Tức là họ đặt nhiệm kỳ cho các ứng cử viên trong quốc hội. Nó sẽ không còn cái tình trạng giống như bây giờ. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ luôn. Chưa bao giờ có. Thì quý vị, đây là những biến chuyển có thể xảy ra lần đầu tiên. Chưa bao giờ có. Và chưa có tiền lệ trong lịch sử của nước Mỹ. Đó là những chuyện mà tôi nghĩ được. Và kế tiếp là tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái cuộc cải tổ toàn bộ hệ thống chính quyền liên bang. Trong đó sẽ đặt lại tất cả các khung quy tắc vốn xưa nay đã bị đẩy vào cái khuynh hướng được xem là hơi khuynh tả. Tức là họ ra những cái luật lệ của các cái cơ quan trong chính quyền liên bang. Có vẻ như nhân danh là phục vụ cho những sắc dân thiểu số. Nhưng mà thật sự là họ đã sử dụng những cái này để mà bắt đầu thao túng những cái luật lệ này. Do đó nó trở thành một cái khung làm việc. Và tới ngày hôm nay quý vị thấy từ Bộ Tư pháp, FBI, Sở Thuế cho tới Bộ Y tế v.v. thì khi mà xảy ra vấn đề, chúng ta mới thấy được những cái quy tắc này nó đã cản trở rất nhiều những cái điều mà khiến cho người Mỹ không thể kiếm được tới sự thật. Bởi vì những cái quy tắc này, từ cái vụ của cái Bộ Y tế trong cái vụ đại dịch, họ dùng những cái quy tắc chung của ngành y tế và họ gạt bỏ cái thuyết nói rằng và giả thuyết gần như là khả tính nhất là cái con vi khuẩn này xuất phát từ phòng sinh học Vũ Hán. Họ nói đây nè, quy tắc của chúng tôi là như vậy nè. Theo quy tắc này thì không thể nào ở thành phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán được hết. Quý vị, chính điều này nó làm cho dân Mỹ rất bực tức là cái khung quy tắc đó được đặt ra bởi những thành phần trí thức bác sĩ khuynh tả từ mấy chục năm nay rồi. Do đó, ai cũng đi theo và những thế hệ kế tiếp đều đi theo cái khung quy tắc đó hết. Mà họ nghĩ rằng khung quy tắc đó là đúng. Nhưng quý vị, mình nhìn lại rõ ràng, họ rất là đóng khung trong cái này. Và tức là họ dùng những cái quy tắc luật lệ để họ trói buộc tất cả và họ cản trở tất cả những con đường kiếm tới sự thật. Thì do đó, tôi nghĩ rằng sau năm 2024, bất kỳ một ứng cử viên nào của Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền hành pháp và bên nắm luôn cả lưỡng viện quốc hội, họ sẽ cho tu chính tất cả những cái quy tắc làm việc trong chính quyền liên bang. Minh bạch hơn. Minh bạch hơn. Và sẽ có một số cơ quan bị giảm đi nhân sự và bị cắt bỏ. Ví dụ ngày hôm nay, quý vị thấy là cái người mà phụ trách về vấn đề ngân sách của Tòa Bạch Ốc lên tiếng nói nếu quý vị mà cắt bỏ ngân sách cái này, 1.200 nhân viên FBI sẽ mất việc, rồi thêm 1.000 nhân viên của ATF mất việc, rồi thêm 500 nhân viên công lực ở các khu vực địa phương cũng sẽ bị mất việc. Họ lên tiếng họ cảnh báo như vậy, nếu như chính phủ bị shutdown và đòi cắt bỏ tất cả những ngân sách này thì quý vị, tôi nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi trong khung quy tắc của các cơ quan trong chính quyền liên bang, từ Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải cho tới Bộ Bảo vệ Môi trường, Bộ Năng lượng, tất cả sẽ được đặt lại quy tắc. Và kể cả FAA, tức là họ đặt lại những cái quy tắc thứ nhất là minh bạch rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Và thứ hai là tránh cho tình trạng lạm dụng. Đó quý vị thấy ngày hôm nay không? Bản tin một nhân viên làm việc với sở thuế cố tình tiết lộ hồ sơ thuế của các tài phiệt. Và trong đó có cả hồ sơ thuế của ông Trump. Tiết lộ cho tờ New York Times và ProPublica là hai công ty truyền thông đã có được những cái hồ sơ thuế của ông Trump và những người giàu có khác mà thuộc khuynh hướng bảo thủ. Để những công ty truyền thông này đưa tin ra ngoài. Thì quý vị, những cái lỗ hổng mà để cho các nhân viên sở thuế làm như vậy sẽ được chấn chỉnh lại nghiêm khắc hơn để bảo vệ cái quyền tư ẩn tối đa
của mỗi một cá nhân ở Hoa Kỳ. Thì các vị, đây sẽ là một trong những cái mà sự cải tổ sâu rộng luôn, để làm cho chính quyền gọn nhẹ hơn, không tạo ra những cơ chế cồng kềnh nữa. Bộ năng lượng cũng sẽ bị cắt giảm, bộ bảo vệ môi trường sẽ bị cắt giảm, bộ y tế sẽ bị giám sát chặt chẽ cái ngân sách dành cho nghiên cứu về y học và dịch bệnh. Rồi bộ tư pháp sẽ bị cắt giảm ngân sách và sẽ bị tái cấu trúc lại toàn bộ cái quy tắc của bộ tư pháp, trong đó có cả FBI. Rồi bộ quốc phòng sẽ bị làm thịt thêm một lần nữa. Tức là họ sẽ đặt ra bao nhiêu phần trăm trong tổng số ngân sách của quốc phòng sẽ dành cho vấn đề xã hội, bao nhiêu phần trăm dành cho vũ khí, bao nhiêu phần trăm sẽ dành cho lương của các binh sĩ của Hoa Kỳ. Và cách bổ nhiệm nó có thể sẽ được bị thay đổi quy tắc. Thì quý vị, đây sẽ là những cái sự thay đổi sâu rộng nhất kể từ khi nước Mỹ lập quốc cho tới bây giờ. Lần đầu tiên nước Mỹ sẽ có một cuộc cải tổ sâu rộng trong cái hệ thống của chính quyền liên bang, gọn nhẹ hơn, cắt bỏ những ban ngành không cần thiết. Trong đó, điển hình nhất là Bộ Giáo dục. Sẽ trả cái quyền lãnh đạo giáo dục về cho các tiểu bang. Và các tiểu bang tự vận hành và tự đưa ra những quy tắc luật lệ của họ. Và họ sẽ sử dụng chính thức và họ sẽ xin ngân sách chính thức từ Quốc hội của liên bang, không cần thông qua Bộ Giáo dục nữa. Thì các vị, đây sẽ là một trong những cái điều mà tôi nói là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, cuộc cải tổ sâu rộng sẽ diễn ra. Tức là chúng ta sẽ chứng kiến được nước Mỹ sẽ thay đổi một cách gọi là, tôi không biết nó sẽ đi tới cái điều tích cực hay là cái điều tiêu cực trong tương lai. Nhưng tôi chắc chắn những biến chuyển này đang có dấu hiệu diễn ra và nó sẽ là những điều bất ngờ cho mọi người. Nó sẽ là những điều bất ngờ cho mọi người. Và kể từ giây phút này, tức là cuộc bầu cử năm 2024, sẽ không có tình trạng lưỡng đảng làm việc chung với nhau. Đảng nào nắm quyền, đảng đó sẽ dí đảng đối lập tối đa. Tại vì họ biết một ngày nào họ mất cái quyền đa số, thì phía đối lập sẽ không tha cho họ. Cho nên nước Mỹ sẽ đi tới tình trạng lưỡng đảng như là nước với lửa, không hòa hợp được nữa. Tức là cái học thuyết của Reagan đã bị sụp đổ hoàn toàn. Học thuyết của cố tổng thống Ronald Reagan sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Nhìn từ bề ngoài, quý vị sẽ thấy nước Mỹ chia rẽ. Nhưng mà nhìn từ bề trong, quý vị sẽ thấy rõ ràng không phải nước Mỹ mà tất cả các quốc gia trên thế giới luôn bị chia rẽ bởi hai khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ. Và từ nước Mỹ, nó sẽ lan rộng qua nhiều quốc gia khác. Từ nước Mỹ, tại vì giới bảo thủ của nước Mỹ họ hiểu rõ, ngày nào mà họ nắm quyền và chấn chỉnh quốc gia, thì những quốc gia khác sẽ noi theo, đặc biệt là khu vực Âu Châu. Có nghĩa là cuộc bầu cử năm 2024, nó sẽ là một cái dấu mốc lịch sử, một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng lật đổ tất cả những cái quy tắc, những cái luật lệ hiện hành mà đang có đẩy con người vào cái sự băng hoại. Băng hoại và hỗn loạn. Thì quý vị, sau cuộc bầu cử năm 2024 thì nó sẽ được chấn chỉnh lại. Các cơ quan công lực sẽ có được cái vai trò mạnh hơn, quyết liệt hơn để trấn áp tội phạm. Điều này là điều chắc chắn. Đảng Cộng Hòa đã cương quyết trong vấn đề này. Họ sẽ tăng quyền cho cảnh sát địa phương. Họ sẽ tăng ngân sách cho cảnh sát địa phương và tăng quyền lực cho cảnh sát địa phương để mà trấn áp tội phạm. Họ sẽ thu hồi bớt quyền lực của các cơ quan điều tra liên bang. Tức là Bộ Tư pháp sẽ giảm bớt quyền lực. FBI cũng sẽ giảm bớt quyền lực, nhường lại cho các cái vị trí của địa phương, tức là sheriff hay là state trooper hay là bên phía của police. Tức là police thì quý vị, những cái ngôn ngữ này tôi đã từng cắt nghĩa một lần. Ở cấp địa phương, thành phố thì mình gọi là police. Ở cấp quận thì mình gọi là sheriff. Còn ở cấp tiểu bang thì người ta gọi là state trooper hay là highway patrol. Thì quý vị, đây là những cái ngôn ngữ nó khác nhau, nhưng mà nó cũng mang một cái chữ Việt thôi, là cảnh sát. Cảnh sát ở địa phương, tức là ở thành phố, cảnh sát quận và cảnh sát tiểu bang. Tôi nghĩ rằng là sau cái cuộc bầu cử năm 2024, thì tất cả cấp tiểu bang trở xuống tới cấp địa phương
các nhân viên công lực, tức là law enforcement, sẽ được tăng quyền. Và thay vào đó, họ sẽ giảm quyền lực của liên bang. FBI, Bộ Tư pháp sẽ không còn nhiều quyền lực như ngày nay. Họ chỉ tập trung vào những vấn đề của quốc gia, chống khủng bố. Chống khủng bố từ bên ngoài, chống gián điệp từ bên ngoài. Đây sẽ là những công tác chính mà FBI sẽ phải phụ trách. Họ không còn phụ trách những cái cuộc điều tra về tội phạm tài chánh hay là tội phạm về lừa gạt nữa. Những cái hồ sơ này sẽ giảm đi và dần dần chuyển cho cảnh sát của tiểu bang hay là cảnh sát của địa phương phụ trách, hay là những văn phòng thanh tra DA, tức là những văn phòng biện lý của địa phương, hay là những văn phòng công tố viên của tiểu bang phụ trách. FBI và DOJ, tức là Bộ Tư pháp, sẽ bị giảm quyền lực. Họ chỉ tập trung vào những vấn đề chính liên quan tới an ninh quốc gia, liên quan tới việc chống phản gián, liên quan tới việc đối phó với những tiềm năng đe dọa vào nước Mỹ. Họ sẽ bị giảm bớt đi những công tác địa phương. Thì đây là một trong những cái sự thay đổi mà tôi nghĩ rằng sau khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền lưỡng viện quốc hội và ghế hành pháp, sẽ có một cuộc cải tổ sâu rộng để đơn giản hóa chính quyền địa bàn, giảm đi tất cả những chi phí không cần thiết, và đồng thời là để làm sạch sẽ, cụ thể hóa và rõ ràng hơn ở trong các cái vai trò của chính quyền liên bang, để tránh tình trạng lạm quyền. Tránh tình trạng lạm quyền và tránh tình trạng che đậy, bao che và cản trở tư pháp. Quý vị, đó là những gì mà tôi thấy được sau cuộc bầu cử năm 2024. Những vấn đề sẽ lần đầu tiên xảy ra, chưa bao giờ có. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!